sản phẩm là nước hoa hồng. Mình sẽ lấy một miếng bông tẩy trang và lấy một chút nước hoa hồng ra lau cả gương mặt cho gương mặt được thật là sạch. Nước hoa hồng có tác dụng xoa kích lỗ chân lông, làm sạch da mặt để các bước dưỡng da được thẩm thấu tốt hơn. Mình sẽ bôi kem dưỡng da để giúp bảo vệ da mặt và lớp nền sẽ được cung cấp độ ẩm tốt hơn. Các bạn sẽ xoa đều lên cả gương mặt. Đừng quên bôi cả kem dưỡng môi đây nhé. Tiếp theo mình sẽ đánh kem nền. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn đánh bằng BB cream. Mình sẽ lấy một chút kem nền ra tay. Các bạn có thể dùng bằng cọ hoặc là dùng mút như những clip trước mình đã hướng dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ tán ra. Nhớ là chúng ta sẽ đánh cả vào viền tóc nữa. Ra một chút tai và hòa xuống cổ. Tiếp theo là bước tạo khối. Bước này các bạn hãy cùng chú ý nhé. Mình sẽ lấy một chút màu nâu đậm, xoa vào hai ngón tay. Chúng ta sẽ đặt vào phần đầu của lông mày và kéo xuống hai bên cánh mũi. Các bạn nhớ kéo cho thật thẳng. Sau đó sẽ tán ra hai bên. Đây là mẹo đánh sống mũi để được cân màu hơn. Nếu như bạn có gương mặt tròn như mình thì cũng sẽ làm như mình nhé. Lấy một chút kem nền màu nâu và đánh vào phần xương quai hàm. Bạn sẽ đánh bôi đen phần này. Sau đó có thể dùng tay và tán luôn. Tương tự, ở bên này cũng làm như vậy. Chúng ta sẽ bôi đen vào vị trí xương, phần góc mặt như này. Và sẽ rửa tay tán cho thật đều. Làm thế nào để cho hai phần da mặt không bị quá tách biệt? Có thể kéo một chút ra phần cằm. Tiếp theo là phần tạo khối ở má. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định điểm tạo khối màu nâu. Chúng ta sẽ dùng tay kéo một điểm cho phần môi dưới. Sau đó sẽ tán ra. Thank you.
chút ở miền Trung. Một chút ở Cần. Các bạn nhớ nhé, highlight là làm sáng các điểm đẹp trên gương mặt, còn shading là làm cho gương mặt được thon gọn hơn. Kem đã xong, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước đánh phấn để làm cho cả gương mặt được khô lại. Đầu tiên mình sẽ sử dụng phấn bột. Đối với da dầu chúng ta sẽ dùng phấn bột, vì phấn bột có tác dụng kiềm dầu rất là tốt và sẽ giúp cho nhất là gương mặt mụn tạo cảm giác rất là mịn màng. Cuối cùng là bước đánh phấn nén. Mình sẽ dùng cọng và đánh toàn bộ gương mặt. Các bạn có thể xoay như mình. Tiếp theo mình sẽ dùng một tán lông mày màu nhạt nhất. Ban nãy chúng ta vừa tạo màu kem. Bước phấn này giúp cho cả gương mặt được rõ nét hơn. Hai bên xương quai hàm, bên má chúng ta dán lại bằng phấn màu nâu này. Nếu như bạn muốn gương mặt được bóng khỏe, chúng ta sẽ sử dụng phấn highlight để đánh lại vòng chữ T, đánh phần trán, dọc sống mũi. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện tiếp các bước còn lại, đó là lông mày, mắt, má và một chút môi là sẽ xong.